hãy tưởng tượng. Các chi tiêu của bạn đều được hoàn tiền. Ăn uống được hoàn tiền. Mua sắm được hoàn tiền. Xem phim được hoàn tiền. Làm đẹp đi spa được hoàn tiền. Tất cả đều có trong ứng dụng CleanMe. Để sở hữu CleanMe cho riêng mình, bạn vào App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng với từ khóa CleanMe. Đăng ký CleanMe với tài khoản Facebook hoặc email. Nhập mã ưu đãi dành riêng cho bạn. Tìm và chọn điểm ưu đãi bạn thích. Đánh dấu trước khi đến cửa hàng, tận hưởng món ngon bạn đã đánh dấu và thanh toán bằng tiền mặt. Khi có hóa đơn vào một tài khoản, chọn các khuyến mại để đánh dấu, chọn ưu đãi bằng có hóa đơn và thực hiện chụp hóa đơn gửi về CleanMe bạn nhé. Ngay khi hoàn tất, CleanMe sẽ xác nhận và hoàn tiền cho bạn trong vòng 24 giờ. CleanMe, mua sắm nhận tiền.